Chương 2491, Thực đạo hoa, 1. Trên bầu trời Tây Vực, đóa hoa phản chiếu trong mắt Hứa Thanh dường như bén rễ vào hư vô, mỗi lần lay động là có âm thanh u ám như tiếng khóc nức nở vang lên trong gió. Yêu dị và quỷ dị, thân cây của nó xoắn như rắn, bề mặt phủ đầy những gai nhọn lấp lánh ánh sáng âm u. Phản chiếu mọi thứ xung quanh trở nên vừa thần bí vừa đáng sợ, tựa hồ như có thể cảm nhận được luồng tà khí ngay cả trong bóng tối. Lá của nó dài hẹp, màu tím đậm, các mép lá như bị cháy xém bởi ngọn lửa, rìa không đều, trên bề mặt là những mạch máu tối tăm chảy ra từ vực sâu. Hoa của nó lại càng khiến người ta kinh hãi, những cánh hoa màu đỏ sẫm, rìa cánh chuyển sang màu đen, giống như một đóa hoa địa ngục đang nở rộ. 12 cánh hoa, mỗi cánh đều hiện lên khuôn mặt của một mỹ nữ tuyệt sắc. Có người cười, có người buồn, có người mị hoặc, có người giận dữ. Mỗi một khuôn mặt đều tuyệt mỹ, tựa như thiên tiên. Tóc dài của họ lan tỏa trên các cánh hoa, từ mép cánh vươn ra, hóa thành vô số xúc tu nhỏ. Chúng dao động, vặn vẹo, dường như đang tìm kiếm con mồi. Theo sự nở rộ của hoa, toàn bộ đóa hoa phát ra một mùi hương tựa như đến từ thân thể nữ nhân. Nhưng nếu hít thở lâu, mùi hương này vào trong cơ thể sẽ hóa thành mùi tanh nồng nặc, khiến người ta muốn nôn mửa. Nhìn chằm chằm vào đóa hoa, trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng u ám. Lúc này, trên bầu trời Đệ Ngũ Tinh Hoàn, ở ba phương Đông, Nam, Bắc đều có các đồ đằng truyền thừa hiện ra, trở thành nguồn sáng duy nhất trên bầu trời mỗi khu vực. Nguồn sáng này, nếu không có đủ tư cách, dù có nhìn chăm chú thế nào thì thứ mà họ thấy vẫn là bóng tối, chỉ có những tu sĩ sở hữu chuẩn lệnh tiên đô mới có thể thấy được. Vì vậy, tất cả những người sở hữu chuẩn lệnh đều đang tự mình hoặc dựa vào pháp bảo, đan dược, bằng các phương pháp khác nhau để gia tăng sức mạnh, cố gắng cảm ngộ. Họ biết rằng đây là phần truyền thừa quan trọng nhất trong cuộc thí luyện tiên đô giai đoạn 2. Truyền thừa là một món quà từ cuộc săn giết. Đồng thời sau giai đoạn này, tất cả những người tham gia cuộc săn giết vì sự cảm ngộ khác nhau sẽ bị kéo giãn ra với khoảng cách lớn về sức mạnh. Bởi dù chỉ cảm ngộ được một chút bề ngoài của truyền thừa cũng đã đủ để nâng cao bản thân đáng kể, nếu thực sự có thể cảm ngộ tinh túy, sẽ như cá chép hóa rồng, một bước lên trời. Vì trong đó còn chứa đựng một tia truyền thừa hiến luật. Hiến luật, tuy trong Đệ Ngũ Tinh Hoàn không phải ai cũng biết thông tin này, nhưng những người sở hữu chuẩn lệnh tiên đô chắc chắn không phải kẻ tầm thường, dù không biết nhiều, họ cũng chắc chắn từng nghe nói qua. Vì vậy, mong muốn từ tất cả các tu sĩ sở hữu chuẩn lệnh trong khoảnh khắc này đều mãnh liệt đến tột cùng. Mặc dù biết rằng trong những lần săn giết trước đây, đến cuối cùng của giai đoạn này hầu hết là những tu sĩ từ các tông môn chính thống thành công truyền thừa, và đã sớm có tin đồn rằng giai đoạn truyền thừa này thực chất đã được định sẵn. Nhưng từ xưa đến nay, những chuyện ngoài ý muốn vẫn thỉnh thoảng xảy ra, cho nên tất nhiên là phải tranh đoạt. Nhưng trong khi ở ba khu vực Sao Đông, Nam, Bắc, những người sở hữu chuẩn lệnh đang sử dụng cảm ngộ làm phương tiện để cạnh tranh dữ dội, thì Tây Vực lại yên tĩnh vô cùng, bầu trời Tây Vực tối đen như mực. Ở đây, những tu sĩ không có chuẩn lệnh, ngẩng đầu lên chẳng thấy gì cả, còn những tu sĩ có chuẩn lệnh cũng vậy. Không thấy gì cả, chỉ có bóng tối bao trùm hết thảy. Dù có thất vọng, mơ hồ, dù có phẫn uất, nhưng với bản tính lười biếng của đại đa số tu sĩ Tây Vực, tinh thần chiến đấu của họ không cao lắm. Ngoại trừ một số ít không cam lòng, vẫn cố gắng thử, còn lại đa số đều đã từ bỏ. Nếu tiên nhân của Đạo Tiên Tông đã không cho phép người ngoài cảm ngộ trong giai đoạn này, thì không cảm ngộ cũng được, dù sao thì cũng chẳng nhìn thấy gì. Còn Hứa Thanh, đang đứng trên chủ đạo nhai, nhìn bầu trời đen kịt, nhìn đóa hoa yêu dị hiện ra trên bầu trời, ánh sáng u ám trong mắt ngày càng đậm. Đóa hoa này, trong mắt hắn, không hề mơ hồ, mà là rõ ràng đến từng chi tiết. Đây là một truyền thừa. Hứa Thanh nhìn chăm chú, trong lòng lập tức hiểu ra và còn động dung. Bởi vì trên đóa hoa đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức còn cao hơn cả quyền hành đạo ngân. Đó là con ngươi của Hứa Thanh co lại, hơi thở của hắn hơi gấp gáp. Nhưng khi thần niệm của hắn bao phủ, chú ý đến những tu sĩ khác đang tu luyện trên chủ đạo nhai, phát hiện từng người đều chỉ nhìn thoáng qua bầu trời rồi thu hồi ánh mắt, Hứa Thanh có chút do dự. Trong những người này, có hai người sở hữu lệnh bài, nhưng phạm vi của họ không lớn như ta, nên họ không nhận ra ta. Còn lại những người khác cũng không nhìn lên, hai người kia cũng vậy, là không thể nhìn thấy. Hay là đóa hoa này có điều gì quái dị? Suy nghĩ một lúc, thần niệm của Hứa Thanh tản ra, lan tỏa xung quanh những tu sĩ không thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn, cẩn thận quan sát biểu hiện của họ. Đặc biệt chú ý đến những tu sĩ không đi một mình mà cùng nhau tu luyện, hắn tập trung theo dõi. Rất nhanh,
hắn đã tìm thấy câu trả lời từ biểu hiện của họ và cuộc trò chuyện giữa những người đang đối mặt với tình huống hiện tại. Giai đoạn truyền thừa, tất cả những ai có chuẩn lệnh đều có thể cảm ngộ, họ không thể nhìn thấy gì cả. Tư duy của Hứa Thanh vận chuyển với tốc độ nhanh chóng, đột nhiên hắn có một linh cảm, rồi ngẩng đầu nhìn lại đóa hoa. Trong mắt hắn, có một sợi tơ đỏ mảnh như sợi chỉ từ đóa hoa yêu dị này vươn lên, lan tỏa về hướng đông. Dường như ở phía đông, có thứ gì đó đang hút lấy. Dựa theo tốc độ hấp thụ này, có lẽ cần khoảng 10 ngày, đóa hoa này sẽ biến mất. Nhìn cảnh tượng như thế, trong mắt Hứa Thanh hiện lên vẻ quyết đoán. Dù chưa hiểu rõ hoàn toàn, nhưng nếu ta bỏ qua truyền thừa của đóa hoa này, thực sự rất đáng tiếc. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh không còn do dự, nhìn chằm chằm vào bức tranh trên bầu trời, tâm trí tập trung toàn bộ vào đó. Cái nhìn đầu tiên của hắn là những khuôn mặt nữ nhân trên cánh hoa. Trong khoảnh khắc tiếp theo, những âm thanh thì thầm vang lên, mang theo sự mê hoặc, vang vọng bên tai hắn, hòa vào tâm thần. Chương 2492, Thực đạo hoa, 2. Chốc lát sau, toàn thân Hứa Thanh chuyển sang màu tím đỏ, máu thịt trên cơ thể hắn co rút, không thể kiểm soát mà lồi ra những khuôn mặt. Những khuôn mặt này dữ tợn, như muốn nuốt chửng hắn. Hứa Thanh toàn thân run lên, quyền hành trong cơ thể bộc phát, lan tỏa khắp toàn thân, giúp hắn tỉnh táo khỏi trạng thái nhập định. Khi mở mắt ra, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Những giọt máu này rơi xuống đất, lập tức nở thành những đóa hoa, giống hệt như đóa hoa trên bầu trời, nhưng rất nhanh héo úa rồi trở thành tro bụi. Cảm ngộ, thất bại. Ta đã cố gắng hiểu bản chất của đóa hoa này, nhưng điều đó vượt quá khả năng hiện tại của ta, truyền thừa này khác với những nơi có truyền thuyết mà ta từng đi qua. Hứa Thanh suy nghĩ, một lúc sau, hắn tập trung ngũ hành, thời gian và không gian nổi lên, trong mắt lóe lên ánh sáng quyền hành và thần thông, tất cả đều rực rỡ. Dựa vào sức mạnh của quyền hành, gia trì bản thân, hắn lại một lần nữa nhìn chăm chú vào đóa hoa trên bầu trời. Lần này, hắn cố gắng mô phỏng đóa hoa thông qua các đạo ngân quyền hành khác nhau. Nửa canh giờ sau, cơ thể Hứa Thanh đột nhiên run rẩy, trong chớp mắt héo mòn, da thịt bám sát vào xương, sau đó máu từ lỗ chân lông trên khắp cơ thể hắn phun ra, rơi xuống đất, hình thành một biển hoa. Nhưng biển hoa cũng nhanh chóng héo úa, Hứa Thanh miễn cưỡng mở mắt, đầu đau như búa bổ, thân thể vô cùng suy yếu. Lại thất bại, phương pháp vẫn không đúng. Vậy thì, chỉ còn cách áp dụng phương pháp như khi xưa ta khắc ấn Quỷ Đế Sơn. Đưa đóa hoa này vào thức hải của ta. Hứa Thanh lau đi vết máu, lấy ra đan dược nuốt vào, im lặng vài giây sau, hắn lại lấy ra Liêu Huyền Thánh Dịch, một hơi uống hết vài bình, đôi mắt dần trở nên thanh thoát. Thời gian trôi qua, một nén nhang sau, Hứa Thanh vẫn bình thường, nửa canh giờ sau, vẫn không có gì xảy ra, cho đến khi một canh giờ trôi qua. Trên bầu trời, đóa hoa yêu dị đang lay động, ban đầu chỉ tỏa ra một sợi tơ bay về phía đông, nhưng lúc này, một sợi tơ thứ hai xuất hiện, bay thẳng về phía Hứa Thanh trên chủ đạo nhai. Trong chớp mắt, nó đến và nhập vào mi tâm của Hứa Thanh. Mi tâm của Hứa Thanh đột ngột sáng lên, mơ hồ xuất hiện dấu vết của một cánh hoa đang dần hình thành. Cùng lúc đó, tại cấm địa của gia tộc họ Lý ở phía đông trung tâm Tây Vực, trên ngọn tháp cao vút chọc trời ở trung tâm của 9.000 tòa tháp, Lý Mộng Thổ đang ngồi khoanh chân, mi tâm của y cũng sáng lên. Cũng có dấu vết của một cánh hoa đang hình thành, vì y đã cảm ngộ trước Hứa Thanh, nên cánh hoa đầu tiên đã hoàn toàn hiện ra, cánh hoa thứ hai đang tụ hội. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt của y đột nhiên biến đổi, lập tức mở mắt, nhìn chằm chằm vào nơi xa. Có người đang cướp đoạt. Điều này không thể. Hơi thở của Lý Mộng Thổ trở nên dồn dập, khuôn mặt tối sầm lại, y chăm chú nhìn vào phương hướng mà mình cảm nhận được. Trước đó, cảm ngộ của y luôn ở trạng thái độc chiếm, tốc độ hấp thụ rất nhanh. Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, tốc độ hấp thụ của y đột ngột giảm xuống, mà thông qua cánh hoa của mình, y cảm nhận được ở phương hướng đó, có một người đang chia sẻ với y. Khi chuyện này xảy ra, phản ứng đầu tiên của y là không thể tin được. Bởi vì trước giai đoạn truyền thừa, Sư Tôn đã nói rõ với y rằng, lần này, truyền thừa của Tây Vực, mặc dù bị ràng buộc bởi quy tắc của Tiên Đô, không thể trực tiếp chỉ định là của y, nhưng có thể thêm vào một số điều kiện cụ thể. Đó là ba điều kiện được tạo ra đặc biệt cho y. Chỉ có những người đáp ứng ba điều kiện này mới có thể nhìn thấy đóa thực đạo hoa đó. Về lý thuyết, không thể có người thứ hai hoàn toàn đáp ứng ba điều kiện giống như y. Sao có thể như vậy? Sự xuất hiện của kẻ chia sẻ khiến tâm trí của Lý Mộng Thổ ngay lập tức căng thẳng, trong mắt dâng lên sát ý. Y quyết phải có được truyền thừa của đóa thực đạo hoa, không cho phép bất kỳ sự cố nào xảy ra. Bởi vì y quá hiểu rõ về truyền thừa này,
thứ mà sư tôn đặc biệt gửi tặng cho y, quý giá và mạnh mẽ đến mức nào. Đóa hoa này, tên thật là Thực Đạo, sau khi cảm ngộ thành công sẽ hóa thành thần thông, tác dụng vô cùng kinh khủng. Có thể ăn mòn đạo ngân quyền hành của người khác, thuộc về một loại sức mạnh cao cấp của độc. Nếu chỉ như vậy thì cũng chẳng có gì ghê gớm, tuy không tầm thường, nhưng cũng không đến mức hiếm có. Dù sao chỉ là ăn mòn đạo ngân, có quá nhiều cách có thể chống lại. Nhưng, khi kết hợp với hiến luật, lại hoàn toàn khác. Nếu ví bản nguyên như lệnh của địa phương, thì quyền hành là pháp luật của lục bộ, còn hiến luật là thánh chỉ. Đóa Thực Đạo hoa này chứa đựng một tia truyền thừa hiến luật. Biểu hiện của nó không còn là ăn mòn đạo ngân quyền hành, mà là tước đạo, tước bỏ quyền hành của đối phương một cách vĩnh viễn, tước bỏ đạo ngân của đối phương mà hiến luật tồn tại, không thể đảo ngược. Trừ khi đối phương cũng có thần thông hiến luật, nếu không, không thể ngăn cản. Vật quý giá như vậy, Lý Mộng Thổ đương nhiên sốt ruột, nhưng giờ phút cảm ngộ, y không thể phân tâm, nên lập tức truyền âm cho sư tôn để báo cáo. Tây vực, Đạo Tiên Tông. Bên trong có một khu vực đồng ruộng mênh mông, trồng vô số thảo dược, mỗi cây đều là kỳ hoa dị thảo. Bất kỳ cây nào đưa ra ngoài cũng sẽ khiến người ta tranh đoạt. Lúc này, Độc Quân trong bộ dáng lão nông dân đang dùng 9 giọt tiên dịch để tưới cho 2 cây thảo dược. Thần sắc rất nghiêm túc, không hề để ý đến bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài. Còn 2 cây thảo dược mà lão đang nhìn chăm chú, chúng rất gần nhau và có linh tính, đang tranh giành vị trí và chất dinh dưỡng từ tiên dịch rơi xuống. Thật thú vị, các ngươi, ai mới là nhân quả của ta đây? Độc Quân khàn khàn tự nói. Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Chương 2493, Nội tình của Lý Gia, 1. Trên bầu trời Tây Vực, đóa hoa khổng lồ mà không ai khác nhìn thấy, đột ngột rung chuyển. Hình ảnh của nó trở nên mờ nhạt. Đặc biệt là 12 cánh hoa mỹ nhân, lúc này có 2 cánh đã biến mất hoàn toàn, trong số 10 cánh hoa còn lại, có 2 cánh đang dần mở đi. 2 cánh hoa đã biến mất ấy, hiện đang xuất hiện rõ ràng trên mi tâm của Lý Mộng Thổ. Là đệ tử của Độc Quân, hơn nữa lần này còn được đặc biệt chuẩn bị cho y, từ trước Lý Mộng Thổ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Y biết trước tất cả về truyền thừa này hơn bất kỳ ai khác. Thậm chí từ rất lâu trước đây, y đã từng nhìn thấy những đồ đằng tương tự. Y đã cảm ngộ từng cái một. Có thể nói tất cả những chuẩn bị trước đó, y đã hoàn thành. Đặc biệt là hiểu biết về độc, y đã dành rất nhiều tâm huyết. Tất cả điều đó, ở thời khắc này đã biến thành ưu thế khổng lồ, giúp y có lợi thế vượt trội khi thực sự cảm ngộ. Còn Hứa Thanh, trước đó phải thử nhiều cách, lãng phí không ít thời gian, giờ đây đã tụt lại phía sau. Dù cuối cùng đã tìm ra phương pháp đúng đắn và tốc độ cảm ngộ của hắn cũng rất đáng kinh ngạc, nhưng vẫn còn chậm quá nhiều so với đối thủ. Bởi vì loại cảm ngộ này không chỉ cần sự chuẩn bị trước mà còn cần sự giác ngộ. Nó không đơn thuần là việc khắc sâu ấn ký. Phải hiểu, phải thấu triệt bản chất, như vậy mới có thể thực sự nhận được truyền thừa. Lý Mộng Thổ đã hoàn thành việc này từ trước, còn Hứa Thanh mới chỉ bắt đầu tìm hiểu. Vì vậy, trong giai đoạn đầu của quá trình cảm ngộ, khoảng cách giữa hắn và Lý Mộng Thổ không nhỏ. Điều này nhanh chóng được Lý Mộng Thổ nhận ra từ sự hao mòn của đóa hoa trên bầu trời. Y cảm thấy nhẹ nhõm. Dù không rõ nguyên nhân tại sao lại xuất hiện biến số, khiến người này có cùng tư cách cảm ngộ truyền thừa như ta, nhưng kẻ yếu vẫn là kẻ yếu. Truyền thừa này là do sư tôn dành riêng cho ta, người ngoài nếu không có chuẩn bị từ trước, muốn cảm ngộ vốn đã khó khăn, so với ta, khác biệt như trời và đất. Ánh mắt Lý Mộng Thổ lạnh lùng, lúc này trên mi tâm của y, cánh hoa thứ 3 đang nhanh chóng hình thành. Cùng lúc đó, tại chủ đạo nhai, Hứa Thanh giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Trên mi tâm của hắn, lúc này chỉ mới hình thành khoảng 2 phần của một cánh hoa, còn lâu mới hoàn chỉnh. Dù cảm nhận được sự mờ nhạt của đóa hoa truyền thừa trên bầu trời, nhận thấy sợi tơ từ nó đang ngày càng lan rộng về phía đông, cùng với sự giảm đi của các cánh hoa, nhưng hắn không hề lo lắng. Hắn hiểu rất rõ, trên thế gian này, nhiều người có trí tuệ siêu việt hơn hắn, nên việc xuất hiện người vượt qua hắn về khả năng cảm ngộ cũng là điều bình thường. Hơn nữa, quá trình cảm ngộ truyền thừa này vốn dĩ là một cuộc cạnh tranh. Nếu thắng thì tốt, nếu không thắng, cũng không cần phải oán trách, miễn là phương pháp của ta là đúng. Truyền thừa trên bầu trời này khác với những nơi kỳ dị mà ta đã từng đi qua, việc ta cần làm là đưa nó vào thức hải của mình. Giống như khi ta đối mặt với Quỷ Đế Sơn năm xưa. Tâm trí Hứa Thanh trong sáng, hắn không ngừng quan sát bầu trời, coi nó như một bức tranh quan tưởng, tái hiện trong tâm trí, thông qua quá trình này để hiểu rõ bản chất của truyền thừa.
Dựa vào kinh nghiệm trước đây, hắn biết càng hiểu sâu, quá trình cảm ngộ sẽ càng suôn sẻ. Nhưng không lâu sau, trong quá trình tìm hiểu bản chất, ánh mắt Hứa Thanh trở nên nghiêm trọng, tâm thần bắt đầu dao động. Truyền thừa này là... Hứa Thanh trầm ngâm, có chút không chắc chắn, nên tạm dừng việc chuyển hóa, thay vào đó tập trung vào phần mà mình đã cảm ngộ được. Sau khi phân tích và cảm nhận cẩn thận, biểu cảm của hắn dần trở nên kỳ quái. Độc, Hứa Thanh suy tư. Về độc, hắn rất am hiểu, bởi vì độc cấm trên người hắn năm xưa đã hóa thành thần quyền. Dù hiện nay độc cấm không còn trong tiên thân của hắn, mà để lại trong thần thân, nhưng độc vẫn là một phần của đạo Thảo Mộc. Đạo này là kiến thức, là học vấn. Nó đã được Hứa Thanh ghi nhớ trong tâm trí, không phân biệt thân thể. Mà độc, trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng u tối. Trong đầu hắn ngay lập tức hiện ra vô số kiến thức về Thảo Mộc. Những thông tin này nhanh chóng liên kết với nhau, sắp xếp tuần tự và dần dần hòa nhập, trở thành công cụ của hắn. Để mô phỏng loại độc tương tự, sau đó tổng hợp độc tính, trong khi thấu hiểu thì đối chiếu với đóa hoa trên bầu trời. Bằng cách này, trong thức hải của hắn, đóa hoa dần dần được tái hiện và khắc sâu. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Chương 2494, nội tình của Lý Gia, 2. Tại cấm địa của Lý Gia, trên tòa tháp cao, Lý Mộng Thổ đang dồn toàn tâm toàn ý vào cảm ngộ truyền thừa, mi tâm của y cuối cùng đã hình thành cánh hoa thứ ba. Quá trình này diễn ra chậm hơn so với trước. Bởi vì càng về sau, độ khó càng lớn, dù y đã chuẩn bị kỹ càng và có năng lực cảm ngộ vượt trội, nhưng cũng không thể hoàn thành trong một lần. Sư Tôn từng nói rằng ta cần khoảng 10 ngày để cảm ngộ truyền thừa này. Bây giờ nhìn lại, quả đúng là như vậy. Lý Mộng Thổ hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt của y đột ngột thay đổi khi nhìn thấy đóa hoa truyền thừa trên bầu trời rung chuyển một lần nữa và nó trở nên mờ nhạt hơn. 9 cánh hoa còn lại, lúc này, đột ngột mất thêm một cánh. Ồ! Đôi mắt Lý Mộng Thổ co rút lại, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt y bùng lên, nhìn chằm chằm về phía chủ đạo nhai, biểu cảm của y nhanh chóng trở nên tối tăm. Tại chủ đạo nhai, trên mi tâm của Hứa Thanh, lúc này cánh hoa đầu tiên đã xuất hiện. Phương pháp này không sai. Cảm nhận cánh hoa trên mi tâm, tâm trạng của Hứa Thanh vô cùng phấn khích, cảm giác vui vẻ này đã lâu rồi hắn chưa từng trải qua. Một phần là vì đạt được truyền thừa, một phần khác là vì hắn phát hiện, trong quá trình này, kiến thức về Thảo Mộc của mình cũng đang dâng trào. Thông qua đóa hoa trên bầu trời, hắn có thêm sự thấu hiểu về Thảo Mộc. Hắn cũng đã phát hiện ra nguồn gốc của luồng khí tức vượt trội hơn quyền hành đạo ngân mà mình từng cảm nhận trong truyền thừa này. Loại độc thảo này, vì được bồi dưỡng sau này, nên trước đó chưa từng có loại thảo mộc nào giống như nó. Đây là sự sáng tạo, vì vậy ngay khi xuất hiện, nó đã như một sự khởi nguyên. Sau đó nó được gia trì, làm cho loại thảo mộc này không thể có một cây thứ hai trên thế gian, ngay cả người đã tạo ra nó cũng không thể làm lại lần nữa, để nó trở nên vô tiền khoáng hậu. Sự độc nhất vô nhị khiến loại thảo mộc này trở thành duy nhất trong thiên hạ, mà khi kết hợp với vị cách cao quý của nó. Sử dụng đạo lý độc nhất vô nhị này để dẫn dắt sự huyền bí, đã tạo ra luồng khí tức vượt trội hơn quyền hành đạo ngân. Trong đầu Hứa Thanh vang lên những tiếng nổ, đôi mắt hắn rực sáng, nhìn chằm chằm vào đóa hoa trên bầu trời, miệng thì thầm một từ. Hiến! Khi từ này thoát ra từ miệng hắn, trong đầu Hứa Thanh bỗng nhiên bừng sáng. Sau đó, mọi việc trở nên dễ dàng. Một nén nhang sau, cánh hoa thứ hai đã xuất hiện trên mi tâm của hắn. Nửa canh giờ sau, cánh hoa thứ ba đột ngột hình thành. Quá trình này thực sự đáng sợ. Rõ ràng ban đầu hắn đã tụt lại phía sau, nhưng bây giờ, hắn đã gần bắt kịp Lý Mộng Thổ. Mà cảnh tượng này, trong toàn bộ Tây Vực, ngoài hai người họ thì không ai có thể nhận ra, nếu không thì sự khó tin của họ chắc chắn sẽ bùng nổ như một cơn bão. Tốc độ khắc sâu ấn ký của Hứa Thanh thực sự quá nhanh. Lý Mộng Thổ trong lòng chấn động mạnh. Lúc này trên mi tâm của y cũng chỉ mới hình thành ba cánh hoa, cánh thứ tư chỉ mới đạt khoảng 4 phần. Người này là ai? Trước đó còn chậm, nhưng đột nhiên lại nhanh đến mức này. Trong lòng Lý Mộng Thổ vang lên tiếng nổ, hơi thở của y trở nên dồn dập. Cảm giác nhìn thấy cơ hội của mình bị người khác cướp đi khiến y nổi lên sát ý mãnh liệt, cùng lúc không thể kìm nén được sự lo lắng đang dâng trào. Không thể tiếp tục như thế này, ánh mắt Lý Mộng Thổ hiện lên sự quyết đoán. Y vẫn còn một con bài chưa sử dụng, ban đầu con bài này được dự định sử dụng khi y đạt được 8 cánh hoa để dùng làm bước đột phá cuối cùng. Nhưng bây giờ, Lý Mộng Thổ lập tức giơ hai tay lên, kết ấn và ấn mạnh vào không gian xung quanh. Ngay lập tức, tòa tháp mà y đang ở chấn động mạnh, phát ra một luồng hồng quang, bắn thẳng lên bầu trời. Hình thành một vòng sáng,
khi nó lan rộng ra xung quanh, cấm địa của Lý Gia, từng tòa tháp một, lần lượt bùng phát, tạo thành luồng hồng quang, phóng thẳng lên bầu trời. Có 9.000 tòa tháp, mỗi tòa đều giống như một sự gia trì, có thể tăng cường khả năng cảm ngộ của Lý Mộng Thổ. Hiện tại, tất cả đều bùng phát, cánh hoa thứ tư trên mi tâm của y lập tức chuẩn bị hình thành. Dù tốc độ cảm ngộ đã được đẩy nhanh, Lý Mộng Thổ vẫn cảm thấy không an tâm vì cánh hoa chỉ có 12 cánh. Nếu y chậm trễ, sẽ bị người khác cảm ngộ thêm, điều này y không thể chấp nhận. Vì vậy, trong sự tuyệt vọng, Lý Mộng Thổ nghiến răng, nâng tay phải lên, trực tiếp lấy ra một vật. Đó là một cuộn tranh, mang theo khí tức cổ xưa, ngay khi xuất hiện, thiên địa biến sắc, gió mây cuồn cuộn. Vật này là bảo vật truyền thừa của Lý Gia và là duy nhất. Nó được mang từ quê hương bởi tổ tiên của y, sau khi ngài tọa hóa, đã để lại cho hậu nhân, kèm theo một câu nói. Cuộn tranh này có thể dùng 3 lần. Đối với những kẻ dưới chuẩn tiên, vừa mở tranh tất phong, nếu mở một nửa tranh, chuẩn tiên phải lụi tàn, nếu mở toàn bộ tranh, có thể định cả hạ tiên. Trải qua hàng nghìn năm, cuộn tranh này không biết vì lý do gì mà vẫn tồn tại một cách kỳ lạ, không bị ai đánh cắp hay yêu cầu, vẫn ở lại trong Lý Gia. Mà hậu nhân của Lý Gia qua từng thế hệ đã thử nhiều lần để kích hoạt cuộn tranh này, nhưng dù là mở hay kích hoạt, đều thất bại. Chỉ có Lý Mộng Thổ, huyết mạch của y giống như phản tổ. Y có thể sử dụng cuộn tranh này khi dốc toàn lực, có thể mở được một phần nhỏ. Đây chính là nền tảng thực sự khiến y trở thành một ngôi sao sáng. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.top. Chương 2495, Tranh Đạo 1. Bức họa quyển này dù có dốc toàn lực cũng chỉ có thể mở ra một phần rất nhỏ, nhưng phạm vi bao trùm chỉ có ngàn dặm. Bên trong cấm khu của Lý Gia, Lý Mộng Thổ nheo mắt, giơ tay một cái, lập tức bức họa quyển trong tay y bay ra, lơ lửng trên đầu. Nó không mở ra, mà phát ra ánh sáng mềm mại, rải xuống người Lý Mộng Thổ, tăng cường lực lượng cho y. Bức họa quyển này, dù không mở ra cũng có công hiệu kỳ diệu, có thể giúp cho người sở hữu thần trí sáng suốt, hỗ trợ rất lớn cho việc cảm ngộ, vì thế y luôn mang theo bên mình. Đồng thời, đây cũng là át chủ bài mà y chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng. Kết hợp với 9.000 tòa tháp cao của Lý Gia, lập tức khiến sự ngộ tính của y tăng vọt. Ban đầu định để dành cho giai đoạn cuối, nhưng bây giờ chỉ có thể dùng trước. Lý Mộng Thổ hít sâu một hơi, y rất rõ ràng, truyền thừa mà sư tôn dành riêng cho mình lần này khác với truyền thừa của 3 khu vực còn lại. Truyền thừa này đặc biệt, mang tính duy nhất, chỉ có một người có thể đạt được. Nếu cảm ngộ phân tán, cả hai đều không thể nắm vững được hoàn toàn. Người này dù là ai, hành động này đã là tranh đạo. Dù trước đó không có thủ oán, nhưng bây giờ cũng là không đội trời chung. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lý Mộng Thổ lóe lên ánh sáng rực rỡ, dường như có những phù văn cổ xưa tỏa sáng bên trong, nhìn về phía đóa hoa truyền thừa trên bầu trời, trong lòng dâng lên một ý chí minh ngộ. Trán y nhanh chóng hình thành cánh hoa thứ tư, ngay sau đó cánh hoa thứ năm cũng đang nhanh chóng tụ lại. Y cần phải tranh thủ chiếm ưu thế, sau đó sẽ rời khỏi nơi này, tìm người đã tranh đạo với mình. Mà cách duy nhất để lấy lại truyền thừa là giết. Nghĩ đến đây, Lý Mộng Thổ không nghĩ nhiều nữa, tập trung toàn bộ tâm trí vào việc cảm ngộ. Nhờ sự giúp đỡ của 9.000 tháp cao và bức họa quyển gia truyền, ngộ tính của y tiến bộ vượt bậc. Chẳng mấy chốc, trên trán y hiện ra cánh hoa thứ năm. Nhưng trên bầu trời, đóa hoa truyền thừa ban đầu có 12 cánh hoa, giờ chỉ còn lại 4. Ngay sau đó, chỉ còn 3 cánh. Cánh hoa biến mất xuất hiện trên trán Hứa Thanh, người đang tĩnh tọa tại chủ đạo nhai. Trán hắn xoay chuyển 4 cánh hoa, đạo lý thảo mộc chảy trong lòng hắn, hiểu biết về độc tính bên trong truyền thừa cũng ngày càng thăng hoa. Đôi tay hắn theo bản năng giơ lên, trước mặt bắt đầu kết ấn, từng thảo dược hư ảo được hắn dệt ra, quấn quanh nhau, lúc thì hợp lại, lúc thì tách ra. Cứ thế, thời gian tiếp tục trôi qua. Một nén hương sau, trên trán Hứa Thanh, cánh hoa thứ năm bỗng nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, trong cấm khu Lý Gia, trên đỉnh tháp cao, Lý Mộng Thổ cũng đã hình thành cánh hoa thứ sáu. Lúc này, đóa hoa truyền thừa trên bầu trời đã hoàn toàn mờ nhạt, chỉ còn lại một cánh hoa duy nhất. Chỉ trong chốc lát, hai luồng tơ đỏ từ cánh hoa duy nhất này tỏa ra, một luồng rơi xuống chủ đạo nhai, một luồng rơi xuống cấm khu Lý Gia. Hứa Thanh và Lý Mộng Thổ, dù cách nhau một khoảng cách vô tận, nhưng cùng tranh đoạt. Cả hai đều nhanh chóng cảm ngộ và hút lấy cánh hoa cuối cùng. Nửa nén hương sau, một tiếng sấm sét vang dội khắp cả Tây Vực, vang vọng không ngừng. Đóa hoa truyền thừa trên bầu trời hoàn toàn biến mất. Với sự biến mất đó,
Màn đêm tối đen dần tan đi, ánh sáng đỏ rực của cực quang bắt đầu tái hiện. Cảnh tượng này, khi rơi vào mắt những người sở hữu chuẩn lệnh tại Tây Vực, họ hiểu rằng truyền thừa đã kết thúc. Giai đoạn truyền thừa này hoàn toàn không cho người khác cơ hội cảm ngộ, rõ ràng chỉ có Lý Mộng Thổ mới đủ tư cách. Chuyện này ai cũng hiểu, cần gì phải nói thêm, truyền thừa vốn dĩ đã được chuẩn bị cho y, ba khu vực khác cũng vậy, chỉ có điều họ thêm một lớp che đậy thôi. Đó chính là chênh lệch về cấp bậc, chúng ta chẳng có cách nào khác. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Những lời bàn tán đầy phức tạp vang lên khắp Tây Vực, trong khi ánh sáng từ 9.000 tòa tháp trong cấm khu Lý gia dần mờ nhạt. Cuối cùng khi tất cả ánh sáng tan biến, bức họa quyển rơi xuống, cơ thể Lý Mộng Thổ đứng dậy. Trên trán y có 6 cánh hoa hoàn chỉnh. Cánh thứ 6 đã hoàn toàn hình thành, cánh hoa thứ 7 mới chỉ thành hình một nửa, còn lại mờ nhạt, giống như chỉ mới hình thành được 5 phần. Đứng đó, y giơ tay chạm vào trán mình. Sát khí bùng nổ từ cơ thể y, bao phủ bát phương, khiến đất trời xung quanh đều bị đóng băng. Từng bông tuyết đen xuất hiện giữa không trung, rơi xuống khắp nơi. Vậy thì để ta xem, ngươi là ai? Trong mắt Lý Mộng Thổ tràn đầy sát khí, ở khắp Tây Vực này, y là ngôi sao duy nhất, y tự tin rằng không ai cùng thế hệ có thể là đối thủ của y. Ngay cả khi gặp đối thủ có chiến lực ở mức chúa tể hậu kỳ, sử dụng bảo vật gia truyền, y cũng có thể phong ấn và tiêu diệt họ. Nghĩ đến đây, Lý Mộng Thổ cơ thể khẽ động, trời đất rạn nứt, như muốn tan vỡ, thân hình y phóng ra uy thế kinh người, cuốn theo cơn gió lạnh, lao về phía chủ đạo nhai. Y không cần trận pháp truyền tống. Dù từ đây đến chủ đạo nhai là một khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng y là một ngôi sao, lại là đệ tử của Hạ Tiên, trên người y có vô số bảo vật. Trong số đó, có một bảo vật có thể giúp y sử dụng sức mạnh của trận pháp truyền tống cổ mà không cần trực tiếp đến gần nó, tiến hành truyền tống trên diện rộng. Chương 2496, Tranh Đạo 2. Trong lúc Lý Mộng Thổ lao về phía chủ đạo nhai, tại nơi đó, Hứa Thanh cũng đột nhiên mở mắt. Trên trán hắn, có 5 cánh hoa rưỡi đang xoay chuyển. Sự minh ngộ tràn ngập trong tâm trí, cùng lúc đó cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt cũng trỗi dậy. Cảm giác nguy cơ này khiến Hứa Thanh khẽ thở dài. Chuyện này, hắn đã dự liệu từ trước. Khi cảm ngộ, hắn đã thấy một luồng tơ từ đóa hoa truyền thừa trên bầu trời kéo dài về phía đông. Hắn đã hiểu rằng sau giai đoạn cảm ngộ này, 10 phần chắc chắn sẽ xảy ra sự giết chóc. Còn về thân phận của đối thủ, hắn cũng đã đoán ra 8, 9 phần. Khắp Tây Vực, chỉ có 2 luồng tơ, cho thấy chỉ có 2 người có thể cảm ngộ. Những người khác rõ ràng không thể cảm ngộ, không nhìn thấy đóa hoa trên bầu trời. Điều này có nghĩa là cảm ngộ cần có những điều kiện nhất định. Những điều kiện này người khác không có, dù ta không biết tại sao mình lại có, nhưng sự tồn tại của ta đối với kẻ kia chắc chắn là một biến số. Dựa trên những điều này, danh tính của người đó đã rất rõ ràng, y là ngôi sao duy nhất ở Tây Vực trong số 8 ngôi sao của đệ ngũ tinh hoàn, Lý Mộng Thổ. Hứa Thanh đứng dậy, trong đầu hiện lên những thông tin mà hắn đã xem qua về Lý Mộng Thổ. Lý Mộng Thổ, xuất thân từ Lý gia, sau đó bái nhập Đạo Tiên Tông, sư tôn y là Hạ Tiên của Đạo Tiên Tông. Gia tộc của y nhờ sự trỗi dậy của y mà từ chỗ xuống dốc đã trở nên hưng thịnh. Gia tộc này có một đặc điểm là tất cả những người thuộc dòng chính đều có chữ Thổ trong tên. Về tu vi, dù chỉ mới là chúa tể sơ kỳ, nhưng quyền hành đã có 4, chiến lực của y kết hợp với các thuật pháp quỷ dị truyền thừa từ gia tộc. Cùng với sự bồi dưỡng từ sư tôn, y đã từng có thành tích chém giết chúa tể trung kỳ. Hứa Thanh nheo mắt, những thông tin này không phải là mới nhất, vì vậy chỉ có thể dùng tham khảo, không thể hoàn toàn tin tưởng. Thực tế chắc chắn sẽ nghiêm trọng và mạnh mẽ hơn nhiều so với thông tin ghi lại. Hứa Thanh im lặng, nhìn xa xăm, trong mắt hiện lên sự quyết đoán. Truyền thừa này, đã nhận thì không thể vì nguy hiểm mà từ bỏ. Tranh đạo, một khi từ bỏ, cũng đồng nghĩa với việc tụt lại phía sau. Một bước chậm, sẽ dẫn đến từng bước chậm. Vì vậy, Hứa Thanh hít sâu một hơi, cơ thể khẽ động, lập tức rời khỏi nơi này. Hắn không chọn dừng lại đây. Đối thủ là ngôi sao, át chủ bài chắc chắn rất nhiều, hơn nữa chiến lực của y nhất định có điểm vượt trội. Đối diện với đối thủ như vậy, dù có bố trí nơi này cũng không có nhiều tác dụng. Nếu ta có thể hình thành cực thứ 8 của mình. Hứa Thanh nheo mắt, lao đi với tốc độ cao nhất, hướng tới trận pháp truyền tống cổ gần nhất. Hắn muốn đến dòng sông huyết thần, nơi đó mới là chiến trường tốt nhất. Nếu thắng, tất nhiên là tốt nhất, nếu thua, ta cũng có cách tránh đi. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh tăng tốc, trong bầu trời gợn sóng cuồn cuộn, cầu vồng rít gió. Vài ngày sau, trên chủ đạo nhai, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm,
một bàn tay khổng lồ đen tối hiện ra, che lấp cả cực quang, khiến bát phương chìm vào bóng tối. Những tu sĩ ít ỏi tại nhai này, từng người đều kinh hãi khi bàn tay đen tối ấy mở ra, một bóng người bước ra từ bên trong. Áo dài đen, tóc dài đen, thân sắc lạnh lùng, trán có 6 cánh hoa rưỡi, chính là Lý Mộng Thổ. Ánh mắt y quét qua, dừng lại ở nơi Hứa Thanh trước đó đã tĩnh tọa, giọng y bình thản. Thúc lệnh, Vấn Phong, tu vi kẻ này là gì? Nói xong, y giơ tay chộp một cái, lập tức gió nổi lên bốn phía, tụ lại thành một hình bóng hư ảo. Thúc lệnh, Vấn Thiên, quyền hành của kẻ này là gì? Lời nói vang lên, bầu trời nổi sóng, hội tụ thành linh. Thúc lệnh, Vấn Đạo, kẻ này đã đi về hướng nào? Pháp tắc giáng lâm, hội tụ thành mắt, hình thành một tồn tại thần bí, nhìn chằm chằm vào Lý Mộng Thổ. Đạo âm vang lên. Tu vi uẩn thần, quyền hành là 9, ngũ hành làm gốc, thời gian và không gian làm phụ, trung tâm có xóa bỏ và quỷ dị, chiến lực ở mức chúa tể trung kỳ, đã đi về phía nam. Lời này vừa ra, ánh mắt Lý Mộng Thổ lập tức bừng lên ánh sáng chói lòa. Loại tồn tại này, y im lặng một lúc, sau đó nhìn lại về phía xa, sát khí trong khoảnh khắc này càng trở nên mãnh liệt. Sau đó, y biến mất, lao về phía nam như một cơn gió lốc, cùng lúc y kích hoạt chuẩn lệnh của tiên đô để cảm ứng khắp nơi. Trên đường đi, chỉ cần cảm giác được điểm sáng nào, y lập tức sẽ lao đến kiểm tra một phen. Nếu có một đôi mắt có thể nhìn bao quát cả Tây Vực, thì có thể thấy rõ ràng, khi Lý Mộng Thổ đuổi theo, khoảng cách giữa y và Hứa Thanh đang nhanh chóng thu hẹp, ngày càng gần. Cùng lúc đó, tại Đạo Tiên Tông ở Tây Vực, trên cánh đồng đầy cây cốt và thảo mộc, Độc Quân vẫn đang dùng linh dịch tưới cho hai cây độc thảo trước mặt. Hai cây độc thảo đó, bây giờ linh tính đã mạnh hơn trước, vì muốn giành lấy nhiều dưỡng chất hơn, chúng đang đan xen vào nhau. Cả hai đều mở rộng gai độc, đâm vào cơ thể đối phương. Xen kẽ giữa nhau, chúng đang cắn nuốt lẫn nhau. Nhìn thấy cảnh này, trên khuôn mặt Độc Quân nở một nụ cười. Bất kể kẻ nào chết, cuối cùng người tiếp nhận truyền thừa của ta chính là nhân quả của ta. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.top. Chương 2497, không liên quan ân oán, chỉ luận sinh tử. 1. Thời gian thoáng cái trôi qua mấy ngày, trên bầu trời Tây Vực, Hứa Thanh hóa thành tàn ảnh, di chuyển không ngừng. Hiện tại, vị trí của hắn còn cách dòng sông Huyết Thần một khoảng cách, cần phải đi qua một trận pháp truyền tống cổ nữa, mà vị trí gần nhất của trận pháp đó. Theo tốc độ hiện tại của ta, nhanh nhất cũng phải mất 2 ngày. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, thu liễm toàn bộ khí tức, bao gồm cả việc ẩn giấu ấn ký cánh hoa trên trán, đồng thời thi triển bí pháp, thẳng hướng vị trí của trận pháp truyền tống cổ mà đi. Thời gian dần trôi qua, cảm giác nguy cơ càng lúc càng mạnh mẽ. Loại nguy cơ sinh tử từ trong vô hình này khiến Hứa Thanh càng thêm chắc chắn về nhận định trước đó của mình. Bởi vì là đệ tử của Hạ Tiên, bản thân là một ngôi sao, nhưng lại không có tư cách tham gia cảm ngộ. Đây là điều không hợp lý. Do đó, Hứa Thanh phán đoán rằng kẻ cùng hắn cảm ngộ truyền thừa, khả năng rất lớn chính là ngôi sao duy nhất của Tây Vực, Lý Mộng Thổ. Thông tin về đối phương có ghi rằng y sở hữu chiến lực ở mức chúa tể trung kỳ, nhưng một mặt thông tin trên bản đồ có thể đã cũ, mặt khác cũng có khả năng y đã ẩn giấu chiến lực. Hứa Thanh nhanh chóng phân tích trong lòng, nhưng tốc độ di chuyển của hắn vẫn không giảm, tiếp tục di chuyển trên bầu trời. Một ngày rưỡi sau, cực quang trên bầu trời đã khôi phục như cũ, ánh sáng đỏ rực như dòng nước, lan tỏa khắp nơi. Dưới cực quang, Hứa Thanh đang phi hành với tốc độ cao, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, quay đầu lại, nhìn xa xăm. Lệnh bài tiên đô của hắn, dù đã ẩn giấu, nhưng chỉ có thể che giấu khỏi những người có phạm vi cảm ứng nhỏ hơn lệnh bài của hắn mà thôi. Còn đối với những người có phạm vi cảm ứng lớn hơn, không thể nào che giấu được. Vào lúc này, trong phạm vi cảm ứng của lệnh bài, tại rìa phạm vi hàng triệu dặm, xuất hiện một điểm sáng rực rỡ. Điểm sáng này di chuyển với tốc độ kinh hoàng, chỉ trong một hơi đã rút ngắn khoảng cách đi một nửa. Chớp mắt, trên đường chân trời mà Hứa Thanh đang nhìn tới, đột nhiên xuất hiện vô số sấm sét, hàng triệu tia chớp cùng lúc bùng nổ, xé toạc mọi thứ, lao thẳng về phía hắn. Trong nháy mắt, sấm sét nổ rền vang, tia chớp như những con rắn bạc cuồn cuộn trên bầu trời. Chỉ trong một thoáng, chúng quét ngang bầu trời, bao phủ bốn phương tám hướng trong biển sấm sét, khiến phạm vi hàng triệu dặm tựa như ngày tận thế, sấm nổ trời rung, đất trời chấn động, khí tức kinh khủng tràn ngập mọi nơi. Ngay sau đó, từ trong biển sấm sét khủng khiếp đó, bước ra một người. Người này thân mặc hắc bào, tóc đen, là một thanh niên. Mắt như ánh sao, dung mạo tuấn mỹ,
nhưng lại mang đến cảm giác tà dị, đặc biệt là trong đôi mắt, tia sét lóe sáng, khí thế lẫm liệt. Trên trán y có 6 cánh hoa rưỡi đang xoay chuyển. Chính là Lý Mộng Thổ. Khi y bước ra, dường như thay thế cả nhật nguyệt, như trở thành chủ nhân của cả cõi trời đất này. Mỗi bước chân y hạ xuống, khiến tâm thần Hứa Thanh chấn động. Cùng với cảm giác áp lực mãnh liệt, như một cơn bão quét qua, khiến tóc và áo của Hứa Thanh tung bay phần phật. Không có lời nói nào, gần như ngay khi xuất hiện, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Thanh, trên người Lý Mộng Thổ lập tức bùng phát một luồng uy thế kinh thiên động địa. Uy thế này là biểu hiện của đạo ngân, là khí tức của quyền hành. Vượt qua tất cả những quyền hành mà Hứa Thanh từng thấy trước đây, nếu ví quyền hành của những người khác như ánh sao, thì uy thế của đạo ngân từ Lý Mộng Thổ chính là ánh sáng của trăng rằm. Giờ đây bùng phát, trước mặt Lý Mộng Thổ hình thành một ấn ký khổng lồ. Ấn ký này tỏa ra khí tức tử vong đậm đặc đến cực độ. Ngay khi ấn ký này hình thành, một từ lạnh lùng phát ra từ miệng Lý Mộng Thổ. Vong. Từ này vừa thốt ra, phong vân biến sắc, thiên địa rung chuyển, cả thế giới trong khoảnh khắc này tràn ngập tử khí kinh hoàng, quỷ mị biến hóa, như hóa thành một cõi u linh hoàng tuyền. Âm thanh ai oán vang vọng rợn người. Cùng lúc đó, một cảm giác tử vong khủng khiếp và khó chống cự cũng bùng phát trong cơ thể Hứa Thanh. Như thể hắn bị một lực vô hình khóa chặt, không thể phản kháng, không thể né tránh. Dường như từ này, cùng với quyền hành này, trở thành tất yếu, trở thành quy tắc, trở thành thiên đạo, trở thành tất cả. Đây chính là một trong 4 quyền hành của Lý Mộng Thổ. Tử vong chi chú. Ra tay là quyền hành, là sát chiêu. Có thể thấy sát ý và quyết đoán của Lý Mộng Thổ, lý do lớn nhất khiến y như vậy là bởi vì y đã sử dụng một quyền hành khác của mình trước đó. Dùng thúc lệnh thuật chân chi pháp để thăm dò thông tin về Hứa Thanh. Biết rằng kẻ thù mà mình phải đối mặt không thể xem thường chút nào. Vì vậy hoặc là không ra tay, một khi ra tay phải tranh thủ giết ngay trong một chiêu, không cho đối phương cơ hội phản kháng. Do đó, dù không thấy cánh hoa trên trán Hứa Thanh, y cũng không chắc rằng người trước mặt có phải là người mà mình tìm kiếm hay không. Nhưng y biết rằng dựa trên thông tin của đối phương, rất có thể đối phương có khả năng ẩn giấu ấn ký. Vì vậy, trên suốt chặng đường này, bất cứ ai sở hữu lệnh bài trong phạm vi cảm ứng, y đều dùng sát chiêu ngay khi gặp. Nếu tất cả đều chết, cũng không sao. Nếu thực sự giết được đối tượng cần tìm, truyền thừa sẽ tự khắc trở về. Nhưng trên chặng đường này, nếu có ai có thể chống lại sát chiêu của mình, thì người đó rất có thể. Chính là đối tượng mà y đang tìm kiếm. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Hiện tại, cũng không ngoại lệ. Chương 2498, không liên quan ân oán, chỉ luận sinh tử. 2. Sắc mặt Hứa Thanh lập tức thay đổi, tâm thần chấn động, dưới quyền hành không thể né tránh, không thể chống lại này. Cơ thể hắn lập tức héo úa, sinh mệnh của hắn có thể thấy bằng mắt thường đang lụi tàn, khí tức biến mất. Như thể bị nguyền rủa, trở thành một phần của tử vong, gây ra sự sụp đổ của số mệnh. Hơn nữa, quyền hành của đối phương kỳ lạ đến mức nhiều thủ đoạn của Hứa Thanh đều mất hiệu lực. Mà cảm giác tử vong cũng trong nháy mắt, lan tràn toàn thân. Cảnh này, nếu đổi lại là người khác sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn, bởi vì kẻ đến là Lý Mộng Thổ. Dù nhiều thủ đoạn của Hứa Thanh bị vô hiệu, nhưng pháp thuật thời gian vẫn có thể nghịch chuyển. Vì vậy ngay khoảnh khắc đó, mệnh quỹ hiện ra sau lưng Hứa Thanh, khí tức thời gian lan tỏa bốn phía, làm biến dạng tất cả. Cùng với kim đồng hồ trên mệnh quỹ quay ngược lại, thời gian trên cơ thể hắn cũng nghịch chuyển. Ý niệm tử vong trước thời gian cũng phải nhường bước. Chớp mắt, sự héo úa của cơ thể Hứa Thanh, sự tàn lụi của linh hồn, sự suy giảm của khí tức đều đột ngột thay đổi, trở lại trạng thái vài nhịp thở trước. Bằng cách này, hắn hóa giải kiếp nạn tử vong, thân thể hắn lập tức lùi lại, vận chuyển tu vi, quyền hành bùng nổ, thân sắc trở nên ngưng trọng hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người mà vừa gặp đã ra sát chiêu. Mà hành động như thế của đối phương cũng tiết lộ một khả năng. Sát chiêu với mức độ này không thể thi triển mà không có tổn thất. Vậy nên, hoặc đây là thói quen của y, hoặc người này có phương pháp nào đó để thăm dò thông tin của ta nên không muốn cho ta bất kỳ cơ hội phản công nào. Vì vậy ra tay chính là sát chiêu, bất chấp giá nào, một chiêu giết chết. Những suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Hứa Thanh, không làm ảnh hưởng đến phản công của hắn lúc này. Gần như ngay khoảnh khắc thời gian nghịch chuyển, phản công của Hứa Thanh cũng lập tức bùng nổ. Cũng không cần thăm dò, không hề nhượng bộ. Ra tay là sát chiêu. Trời đất vang rền, gió lớn gào thét, biển sấm sét cũng rung chuyển khi năm hành bùng phát từ Hứa Thanh, hình thành năm luồng khí tức kinh thiên, lan tỏa khắp thế gian. Còn có thời gian và không gian, cùng với đó mà trỗi dậy.
chớp mắt, kim hóa thành thần ấn, thổ hóa thành đạo đài, mộc hóa thành đao liêm, thủy hóa thành huyết ngân, hỏa luyện tất cả, thời gian hóa trục, không gian hóa đao. Chính là thất cực chảm thần đài mà Hứa Thanh tạo ra sau khi đến Tây Vực, từ ngũ hành chảm thần đài diễn sinh, dung hợp thêm thời gian và không gian. Nhìn ra xa, khắp nơi trong hư không, mọi phạm vi đều bị chảm thần đài khổng lồ đó thay thế. Trời đất lóe sáng, thế gian rung chuyển, đao chảm thần rơi xuống, chảm thẳng vào Lý Mộng Thổ. Lúc này, sắc mặt Lý Mộng Thổ hơi tái đi một chút. Mỗi một quyền hành của y đều phi phàm, dù sắc bén kinh người và quỷ dị, nhưng chính vì vậy, khi thi triển, y phải chịu một mức độ phản vệ nhất định. Nhưng bây giờ, nhìn thấy người trước mặt có thể nghịch chuyển thời gian, hơn nữa còn thi triển ra thần thông kinh người, y nheo mắt lại, đồng tử hơi co rút, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo băng hàn. Chính là ngươi. Trong khi nói, đối diện với đao chảm thần khổng lồ đang tràn ngập khắp trời đất phía trước, Lý Mộng Thổ cảm nhận được uy áp của thần thông này, cũng lập tức nhìn ra sự huyền diệu của nó. Nhưng mắt y lóe sáng, không né tránh mà nâng tay phải lên, kết ấn trước ngực, miệng lẩm bẩm: "Kính Trung Hoa." Ba từ này vừa thốt ra, một cảnh tượng kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện. Từng tấm gương lớn màu đen đột nhiên xuất hiện xung quanh y, bao phủ toàn thân y bên trong. Những tấm gương này trông cực kỳ cổ xưa, mỗi tấm đều tỏa ra khí tức đáng sợ, tràn ngập nguyền rủa khủng khiếp. Dường như được luyện hóa từ những tiểu thế giới, hoặc như thể là thuật pháp của Lý Mộng Thổ ngưng tụ thành. Lúc này, khi chúng bao quanh y, mặt gương lập tức phản chiếu hình ảnh của Hứa Thanh bên trong. Đao chảm thần hạ xuống, nhìn như chảm vào Lý Mộng Thổ, nhưng tâm thần Hứa Thanh lại trùng xuống. Nguy cơ sinh tử mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng hắn. Trong thời khắc nguy cấp, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên vẻ tàn nhẫn, không chọn cách thu lại lực lượng của chảm thần đài, ngược lại tăng cường thêm, khiến uy lực của nó càng lớn hơn. Đồng thời, tay trái hắn kết ấn ấn xuống dưới, lập tức dưới chân xuất hiện sóng nước, lan tỏa khắp bốn phía. Thiên địa có thể coi như một cái giếng. Khoảnh khắc tiếp theo, đao chảm thần hạ xuống, chảm vào gương trước cơ thể Lý Mộng Thổ, nhưng thương tổn bùng phát, lại rơi lên người Hứa Thanh. Tiếng nổ vang trời, thuật pháp tỉnh Trung Lao Nguyệt đồng thời hình thành. Kéo lên không chỉ là Lý Mộng Thổ, mà cả chính Hứa Thanh. Kéo y ra khỏi gương, khiến linh hồn bị chảm thương. Kéo bản thân ra khỏi gương là để tránh đao chảm thần, nhảy ra khỏi giếng. Chỉ trong chớp mắt, trời đất tan vỡ, hư không sụp đổ, biển sấm sét cuồn cuộn ngược lại. Tấm gương ngoài cơ thể Lý Mộng Thổ vẫn còn, nhưng linh hồn của y lại trôi nổi bên ngoài. Đao chảm thần khiến linh hồn y phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết, bùng phát thủ đoạn bảo vệ. Dù không hoàn toàn chảm sát, linh hồn của y cuộn ngược lại, nhưng cũng bị thương. Còn Hứa Thanh, cơ thể cũng chấn động, đao chảm thần quét qua mặt gương, cũng gây ảnh hưởng đến bản thân hắn. Máu tươi phun ra, hắn lùi lại, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Lý Mộng Thổ. Trận chiến này mới bắt đầu đã kịch liệt như vậy. Điều này khiến chiến ý của Hứa Thanh cũng bùng nổ theo. Hắn lập tức không còn ẩn giấu ấn ký cánh hoa trên trán nữa, nâng tay lau một cái, lập tức trên trán hiện ra 5 cánh rưỡi hoa. Còn Lý Mộng Thổ, lúc này linh hồn trở về thân thể, cũng đang lùi lại, máu tươi không ngừng chảy từ khóe miệng. Quanh người y những tấm gương quay tròn, phản chiếu không còn là hình ảnh của Hứa Thanh, mà là hình ảnh của chính Lý Mộng Thổ. Ngay sau đó, tất cả những hình ảnh này đều ngẩng đầu lên, giống hệt bản thể, trong mắt đầy sát ý, thân sắc âm lãnh, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Đặc biệt là ánh mắt của y dừng lại trên ấn ký cánh hoa trên trán Hứa Thanh. Ngươi quả thật có tư cách tranh đạo với ta. Mà tranh đạo không liên quan ân oán, hôm nay ta giết ngươi, ngươi không nên oán hận, nếu ngươi giết ta, ta cũng không oán trách. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.top. Chương 2499, Mạn Thiên Cực Quang, Như Tiên Hồng Lai, 1. Lý Mộng Thổ nói ra từng chữ. Từng chữ đều rất nghiêm túc. Thần sắc y cũng nghiêm nghị, tựa như hai câu nói này đối với y cực kỳ quan trọng. Đây là tranh đạo, không hỏi ân oán, không luận sinh tử. Cuộc đời của tu sĩ, thực chất cũng là như vậy, khi ở cấp thấp tranh đấu để sinh tồn, ở cấp trung tranh đấu để mạnh mẽ hơn, đến khi đạt tới cấp cao như hiện tại, đạo mới là cốt lõi. Đạo của y, không thể vấy bẩn. Lý Mộng Thổ, đệ tử của Đạo Tiên Tông, môn hạ của Hạo Hãn Tiên Quân. Ta khinh thường mưu mô, càng khinh thường việc nhờ vào lực lượng của gia tộc và sư môn. Hôm nay, ta sẽ tự mình xuất thủ, hơn nữa toàn lực ứng chiến, thề sẽ chém giết ngươi, để hoàn thành đạo của ta. Lý Mộng Thổ trầm giọng nói. Giờ phút này y đứng giữa không trung, hắc bào lay động trong gió, tóc dài tung bay, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Hứa Thanh,
Hứa Thanh im lặng. Trong đời hắn đã gặp rất nhiều người, đủ mọi hình thái, giống như Lý Mộng Thổ trước mắt này, tuy không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Như Viêm Huyền Tử, về bản chất cũng tương đồng với Lý Mộng Thổ. Đồng thời, hắn cũng thấy trong mắt đối phương sự kiên quyết phải tranh đạo, vì vậy hắn chậm rãi truyền ra lời nói. Hứa Thanh. Lý Mộng Thổ gật đầu, không nói thêm gì nữa, cũng không hỏi thêm gì, sát ý trong mắt lập tức bùng phát, y nâng tay phải lên, chỉ về phía trời cao, miệng khẽ quát. Lôi. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ đinh tai nhức óc từ trên trời vọng xuống, biển sấm sét bị tan biến bởi sự dao động của pháp thuật trước đó. Giờ đây với mức độ còn lớn gấp 10, gấp trăm lần trước, lại một lần nữa xuất hiện. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp nơi, từng luồng tia chớp màu bạc quét ngang trời, phạm vi trải dài trong chớp mắt lên tới hàng triệu dặm, sau đó hàng triệu dặm nữa, tiếp tục khuếch tán, như vô cùng vô tận. Trong phạm vi rộng lớn này, những quả cầu sét được tạo ra từ những tia chớp bao phủ toàn bộ bầu trời. Chỉ trong nháy mắt, sấm sét đan xen, trời đất biến sắc, tựa như sự phẫn nộ của cõi trời, như tiếng gầm của đại đạo. Biển sấm sét lại hiện. Mà không chỉ trên trời như vậy, giờ phút này từ mặt đất cũng có sấm sét bắn lên, từ hư không cũng có sấm sét xé rách mà đến, vạn vật trong khoảnh khắc này đều sinh ra tia chớp. Sau khi hội tụ lại với nhau, khiến phạm vi hàng triệu dặm xuất hiện vòng xoáy sấm sét, âm thanh càng thêm kinh người, tựa như thiên kiếp xuất hiện. Khí thế tuyệt luân, chấn động thế gian, chính là quyền hành thứ hai của Lý Mộng Thổ, Lôi Đình. Lôi, chủ sát phạt. Trong khoảnh khắc tiếng nổ vang rền, Lý Mộng Thổ với hàng ngàn tia sét làm nền, tựa như lôi chủ của trời đất này. Cơ thể y cũng phát ra tia chớp, nối liền với biển sấm sét, y nâng tay chỉ về phía Hứa Thanh. Lập tức biển sấm sét gào thét, cuộn trào như muốn nuốt trọn vũ trụ, lao thẳng về phía Hứa Thanh. Quyền hành với uy lực như vậy, đồng tử Hứa Thanh co lại. Hắn đã gặp không ít chúa tể, nhưng chưa bao giờ gặp ai giống như Lý Mộng Thổ trước mắt, lại có khí thế hùng mạnh như vậy. Không hổ danh là ngôi sao. Hứa Thanh nghiêm nghị, nhưng trong lòng hắn không hề có ý định rút lui. Đối phương đã nói, đây là tranh đạo. Nếu đã vậy, hãy tranh đấu đến cùng. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng sắc bén. Cuộc đời này của hắn, từ lúc biến mất khỏi Vô Song Thành, con đường mà hắn đã đi, đều là tranh đấu. Tranh giành sự sống, tranh đoạt cơ duyên, hơn nữa còn tranh đoạt đạo của trời đất. Vì vậy đồng tử mắt phải của hắn trở nên mờ mịt, bị đạo ngân thay thế. Đạo ngân xóa bỏ từ mắt phải của hắn bùng nổ mãnh liệt, nhìn đến đâu, vạn vật đều bị xóa bỏ. Đại địa trở nên mờ mịt, bầu trời vặn vẹo, hư không gợn sóng, biển sấm sét đang gào thét lao tới, trực tiếp bị ảnh hưởng. Nhưng quyền hành Lôi Đình, trên phương diện sát phạt chung quy vẫn là cực đoan, dù là tồn tại của đạo ngân xóa bỏ cũng không thể hoàn toàn khiến nó biến mất. Dưới sự cuồn cuộn dữ dội, ánh sáng lóe lên chói mắt, tỏa ra sát thương kinh khủng. Đạo ngân từ mắt phải của Hứa Thanh lập tức tan rã, đồng tử đau đớn, máu tươi từ đó chảy ra. Dù vậy, sức mạnh từ quyền hành xóa bỏ cuối cùng cũng khiến biển sấm sét dậy sóng. Lúc này khí thế đã bị giảm bớt, mặc dù vẫn lao thẳng về phía Hứa Thanh, nhưng vào thời khắc mấu chốt, một luồng kiếm ý hùng mạnh từ trong cơ thể Hứa Thanh đột ngột bùng lên. Đó là đế kiếm. Đế kiếm từ thiên linh của hắn bay ra, Hứa Thanh bước tới trước một bước, nâng tay phải lên nắm lấy. Khi nắm chặt đế kiếm, khí thế trên người hắn cũng theo đó mà tăng lên, hình thành uy thế dung chuyển tinh không, khiến sấm sét cuộn trào như biển kia cũng phải ngừng lại. Hứa Thanh cầm đế kiếm, hướng về phía trước, mạnh mẽ chém xuống. Đại địa mờ mịt, truyền ra âm thanh như gầm rú, vô tận địa khí dâng lên, hội tụ vào trong kiếm này của Hứa Thanh. Hóa thành địa kiếm, địa tàng thức, một kiếm, chảm lôi hải. Địa lực dâng lên, cũng như biển, vang vọng với sấm sét. Một luồng sóng mãnh liệt, khi hai bên tiếp xúc, lập tức bùng nổ. Trong đó có vô số cầu sét xuyên qua kiếm khí, xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, nhanh chóng tiếp cận rồi bùng nổ, hình thành sát thương. Hứa Thanh liên tục kết ấn bằng hai tay, không ngừng hóa giải, trong một chuỗi tiếng nổ vang dội lùi lại. Ở phía bên kia, cũng có kiếm khí xuyên qua biển sấm sét, xuất hiện trước mặt Lý Mộng Thổ, khi gào thét lao tới, tất cả những tấm gương bên ngoài cơ thể Lý Mộng Thổ đều lóe sáng. Trong lúc chúng lần lượt hóa giải, y cũng kết ấn chống lại uy lực của kiếm, trong quá trình đó thân thể cũng liên tục lùi lại. Nhìn từ xa, cảnh tượng này dường như ngang ngửa nhau. Ở giữa, địa hải và lôi hải đang đối kháng, còn hai người phía sau song hải đều đang lùi lại. Chương 2500, Mạn Thiên Cực Quang, Như Tiên Hồng Lai, 2. Nhưng Lý Mộng Thổ với tu vi chúa tể sơ kỳ, thân là ngôi sao, xuất thân Lý gia, bái sư Độc Quân. Thủ đoạn của y vượt xa quá nhiều chúa tể khác, vì vậy trong lúc lùi lại,
đôi mắt y bỗng phát ra ánh sáng bạc, như hóa thân thành thiên uy, phát ra lời nói. Vấn hồn ngươi, ngươi sư tôn là ai? Vấn linh ngươi, ngươi đến từ đâu? Vấn thân ngươi, ngươi có thương tích gì không? Vấn tâm ngươi, ngươi có bao nhiêu thủ đoạn? Đây chính là quyền hành thứ ba của y, thúc lệnh thuật chân. Quyền hành này có thể hỏi trời hỏi đất hỏi đạo, hỏi vạn vật thế gian, hỏi tất cả vấn đề. Quyền này có thể trấn áp, có thể răn đe, như mệnh lệnh của quan tòa. Dưới sự chất vấn của nó, tất cả đều phải bộc lộ sự thật. Nếu từ chối, sẽ bị đạo phạt. Dù có trả lời hay không, cũng sẽ trong khoảnh khắc này rơi vào trạng thái cứng ngắc. Sự cứng ngắc này bao gồm thân, bao gồm hồn, bao gồm ý chí. Thúc lệnh vừa ban xuống, Hứa Thanh toàn thân chấn động. Tựa như có một luồng sức mạnh đáng sợ trấn áp lên người hắn, khiến cơ thể hắn cứng đờ, áp lên hồn phách hắn, khiến hồn phách không còn linh hoạt, áp vào ký ức, gợi lên bao kỷ niệm. Gần như ngay khoảnh khắc thân hồn Hứa Thanh bị ảnh hưởng, ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt Lý Mộng Thổ, trong lúc lùi lại, tay y nhanh chóng kết ấn. Y không thực sự muốn hỏi Hứa Thanh những câu hỏi đó. Câu trả lời là gì, y không hề quan tâm. Bất kể người trước mặt đến từ đâu, sư tôn là ai, có thương tích hay không, hoặc có thủ đoạn gì, y đều không để ý. Điều y cần là sự cứng ngắc xuất hiện từ quyền hành thúc lệnh này. Qua đó, tạo ra cơ hội tuyệt sát cho chính mình. Bây giờ, cơ hội đó đã xuất hiện. Vì vậy y không hề do dự, lập tức triển khai sát chiêu truyền thừa từ sư tôn của mình. Mạn thiên cực quang, như tiên hồng lai. Sư tôn của y có nhiều danh hiệu, đạo đức tử, hạo hãn tiên quân, tiên hồng lão nhân, độc quân. Những cái tên này không phải là ngẫu nhiên mà có, nói chính xác hơn, mỗi cái tên đều đại diện cho một thần thông của độc quân. Trong đó, danh xưng tiên hồng lão nhân đại diện cho thần thông mà Lý Mộng Thổ đang thi triển. Lúc này, khi Lý Mộng Thổ kết ấn, khi y mở miệng, cả bầu trời run rẩy. Dòng cực quang chảy trên bầu trời, cao hơn biển sấm sét, lan tỏa vô hạn trong đệ ngũ tinh hoàn, bất ngờ bị ảnh hưởng. Không thể là toàn bộ, nhưng đối với đệ ngũ tinh hoàn mà nói, cực quang là cao nhất, có thể bị ảnh hưởng phần nào, cũng cần thủ đoạn kinh người. Lúc này, cực quang dậy sóng, phạm vi hàng trăm dặm, sau đó chia tách, phạm vi cũng như vậy. Cực quang dài trăm dặm, lúc này dường như bị điều khiển, như bị cắt rời, như bị chia tách. Bất ngờ từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận trọng lực, mang theo uy áp rung động tâm thần, trực tiếp hạ xuống. Như hồng thủy, như thác nước, như biển cả từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng đỏ thẫm trong nháy mắt buông xuống, nơi đi qua, biển sấm sét sụp đổ, kiếm ý tan vỡ. Chỉ một đòn đã khiến Hứa Thanh khí huyết đảo lộn, toàn thân vang lên tiếng nổ, phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể dưới lực lượng này rơi xuống đất, thương thế không nhẹ. Dù vậy, nhưng thương thế này cũng khiến thân thể và hồn phách trước đó bị thúc lệnh ảnh hưởng, khỏi trạng thái cứng ngắc. Mà khi nhìn thấy cực quang từ bầu trời giáng xuống trong phạm vi trăm dặm, lao thẳng về phía mình, bát phương đều là sắc đỏ, như thể biển máu. Còn Lý Mộng Thổ giờ đây ở ngoài trăm dặm, không hề tiến lại gần, hiển nhiên với thần thông dẫn dắt cực quang ấy, ngay cả y cũng phải dè chừng. Dù vậy, nhưng đối với Hứa Thanh, nguy cơ sinh tử cũng đã bùng nổ toàn diện. Vào thời khắc then chốt, Hứa Thanh không hề do dự, quyền hành ngũ hành trong cơ thể hắn vào khoảnh khắc này bùng nổ toàn lực. Một năm tĩnh dưỡng và khám phá, cùng với những cảm ngộ hắn thu được trong thời gian qua, tất cả đều được thể hiện trong khoảnh khắc này. Đầu tiên là mộc hành tăng vọt, hóa thành vô số thảo mộc đột ngột xuất hiện và che trời phủ đất, như biến nơi này thành mộc giới, ngăn cản cực quang. Mộc giới trong chốc lát sụp đổ, khi cực quang lại một lần nữa hạ xuống, Hứa Thanh kết ấn bằng hai tay, lập tức tất cả mộc hành sụp đổ, sinh hỏa, khiến hỏa diễm ngút trời, tiếp tục ngăn cản. Sau đó, hỏa hành được tăng cường, khi ngăn cản đến một mức độ nhất định, Hứa Thanh lại động niệm, lập tức tất cả hỏa hành, trong cực hạn sinh thổ, hóa thành địa giới, lại một lần nữa ngăn cản ánh sáng trời. Thổ hành bùng phát, duy trì không lâu, khó mà ngăn cản, tất cả lại chuyển hóa thành kim hành ở đỉnh điểm. Kim lực bùng lên, như muốn phá thiên, nhưng cực quang mạnh mẽ, khiến phá thiên thất bại. Vì vậy khi kim hành đến cực hạn, toàn lực sinh thủy, khiến thủy hành chi lực lập tức đạt đến mức độ chưa từng có, hóa thành đại dương bao la xung quanh hắn, phạm vi rộng lớn, lên đến hàng triệu dặm, trở thành biển cả mà người phàm không thể tưởng tượng. Nước biển cuồn cuộn, mênh mông dậy sóng, bề mặt nước phản chiếu bầu trời. Bầu trời có cực quang giáng xuống, vì vậy bề mặt nước phản chiếu chính là cực quang. Dùng điều này để ngăn cản. Cuối cùng khi đại dương yếu đi, lại sinh mộc hành. Như vậy ngũ hành tương sinh, hình thành chu kỳ, cuối cùng khiến cực quang giáng xuống,
bị từng lớp ngăn cản, không thể tiếp tục hạ xuống. Đồng thời, sát khí trong mắt Hứa Thanh càng trở nên mãnh liệt, hắn giơ tay lấy ra đoạn mệnh hương còn lại rất ít, in dấu lên người Lý Mộng Thổ rồi thổi lên, thời gian gia trì, thổi một hơi. Ngay lập tức đoạn hương đốt cháy dữ dội, trong nháy mắt cháy sạch. Còn Lý Mộng Thổ, sắc mặt biến đổi, phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể không ngừng lùi lại, trong lòng trở nên u ám. Ngay sau đó, Hứa Thanh nắm bắt thời cơ, thân thể lao về phía trước, bộc phát lực lượng không gian, tốc độ kinh khủng, lao thẳng về phía Lý Mộng Thổ. Đồng thời trong đồng tử mắt trái, đạo ngân tiên thuật vận chuyển, lực lượng lục tạc hình thành. Ngũ cầu xá tiên chi pháp cũng lập tức bùng nổ. Sau đó là kim ô bay ra gia trì cho Hứa Thanh, tiếp theo ảnh tử cũng lao tới hỗ trợ cho Hứa Thanh. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hứa Thanh không hề chần chừ, lấy ra đạo kiếm khí cuối cùng từ cửu gia gia, kích phát về phía Lý Mộng Thổ. Sắc mặt Lý Mộng Thổ trở nên vô cùng nghiêm trọng, cơ thể liên tục lùi lại.